Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng tất cả mọi người tò mò một nhân vật phản diện ạ. Đúng hơn là một macaron. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tò mò một chai nha. Ok. Cần biết gì mà kệ. Ok. Không. Tôi tắm. Quay đi tôi tắm. Ok. Tôi đang nghiên cứu các kiểu tóc mới. Không, tôi đang nghiên cứu, tôi nuôi tóc dài rồi tôi đổi kiểu. Ok nha. Nên để kiểu nào nhỉ? Thôi, xong là nó mệt nha. Ông đang phân vân thay kiểu tóc nào nó mới lạ. Nó phải nuôi già. Giờ mình muốn cắt kiểu này. Không đâu, anh Đức đặt cái gì ấy. Em ơi. Em ơi. Quách Đức chim ba. Trong cái này. Em Quách Đức thôi. Cái gì? Quách Đức chim ba. Có cái là đây mấy Đức bên này đây. Nhưng mà xem có mấy màu khẩu không? Không, soi được. Nghĩa Đức, Đức sống. Ê mày, tự nghĩ ra. Mày cho tao mới chơi nhé, cái này cho mày xem nhé. Ok. Biến thiên. Nên đổi kiểu nào được nhỉ mọi người? Cho ý kiến. No. Ông này nha.
Bây giờ mình chơi nữa luôn rồi, tôi ngồi mọi người hát cho nó mình chơi cái bài mình phải thắng liên tục. Để cho đây ổn không vậy? Đây. Đâu? Không phải. Đây, em mới mày xuống chung. Được. Yeah. Được mà. Mà điểm xong kia. Anh ơi, kiểu này, kiểu xe pass 13 này, à 64 thì chỉ hợp với anh thôi. Không, ông để xong quýt đẹp hơn. Nhưng để các gì anh sắc ấy. Chứ ông để xe phát trong một em trông nhìn trông chị con lắm, để cười cho chị con. Con nuôi từ giờ đến Tết là đẹp. Lâu lắm. Chị chào không? Ok, mình sẽ bật đèn bức tranh nhanh nhất có thể để mình xem nha. Ok. Ô thì sao mình biết dùng chỗ gì. Ok nha mọi người. Ô tám bit này. Đẹp quá luôn. Cảm giác cái sốt này không ngon đâu. Ngon. Ăn khác gì đâu. Chả khác từ quầy. Đừng quan trọng hóa vấn đề. Bởi vì cái nào cũng giống nhau mà thôi. Vấn đề sẽ quan trọng hóa này bạn. Đây rồi, đồ như xít luôn. Chị ngon. Cái này hết kiểu. Mình thích thì mình tô em mọi người. Ừ. Đấy thì mình bị ớ nhờ lấy nhầm đồ quá. Cười cười gì cười. Chiêu chiêu. Không biết nói gì luôn. Chịu tâm lý. Ôi em ơi. Tao chịu ơi sao. Mày đi đá bóng thì làm gì? Nhầm gái. À nhầm. Nên đi gái. Thể hiện là tôi. Tán trai. Nó cho cùng người này nhá. Không thích không? Đương nhiên không. Thích, thích bỏ lời lời cái lời chơi gái thôi. Quy thì đó, đôi 46. Ồ, không được à. Đã bảo gì. Quy, đã ba rồi chị ố. Mày đi đập bóng để làm gì. Thấy mặt mình chưa? Tôi đang nhìn dối nhá, chiều nó và ông ấy không phải tôi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, chiều. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được con gái nhầm mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của mình như thế nào.
Ê, ý là tôi chỉ nhắc lại lời nó nói thôi. Giờ đã hết được cái đống vết sẹo này nữa này, đẹp lâu rồi. Xong rồi cho đi xuống dưới sân bóng cá trai nhé. Người ta đi tìm gái. Ừ, may cho mình ok, bây giờ mình đến kết thúc nha, là tất cả mọi người, những người theo mọi người like, share, ký kênh của mình nha. Bye bye. Chị chiêu. Ok nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Mickey siêu anh hùng là bức tranh chúng ta sẽ tô vào ngày hôm nay. Superman Mickey. Và để đến bên nhà để ra mọi người, mình sẽ tô luôn bức tranh nhé. Nó sẽ nhiều hạt này. Ok nha. Mít kiểu hay màu đen trắng nên mình chỉ tô màu đen thôi ha. Doctor Zombie nha mọi người. Doctor Zombie. Doctor. Nghe là Doctor. Doctor. Ờ, anh nghe Doctor đúng không? Nghe là Doctor. Ok. Vã bắt đầu này rồi. Lên à, đâu đi. Rồi ngon rồi. Giờ mấy năm chẳng lương luôn như thế này. Quay mình chăm chỉ x2 công việc. Trả gấp đôi, không bị trả gấp đôi chẳng hạn. X2 lương. Chuyển nhầm chẳng hạn. Đúng không mọi người xem video của mình, mọi người thấy mình nói đúng không? Đương nhiên rồi, mình nói được sai rồi mà. Thì cho mọi người tối nha. Đúng luôn 8 ít này, tuyệt vời nhá. Sao tóc nó cứ bết xuống. Thế hôm qua đầu hôm tôi tắm này. Tôi gọi tặng thế sau đi ha, tôi tắm này. Bye. Mà tôi chưa được 10 phút nữa. Không cũng như tôi cả thôi. Ui giỏi rồi, 8 bit. Ok nha mọi người. Bán này luôn. Chúng ta đã phát thủy lên 6 luôn đi. Mình ốm nghe luôn vào. Thì sáng tạo thêm thích của mọi người nha.
Cảm ơn mọi người đã xem cho mọi người video tiếp theo. Bye. Nhờ tôi đi được. Ui hỏng rồi. Một tay cắm chưa? Không. Ui. No. Mình điên hả? Thì thôi mà thì làm thôi. Đẹp mấy bạn, đẹp mấy bạn. Được. Ok không? Ừ ha. Giờ mình sẽ cho lên khoảng bài 8 bit. Cho 8 bit siêu quẩy. 8 bit. À không, không được. À, thế là không bị tắm đúng không? Có. Bye bye. 5 phút nữa mà mình sẽ hoàn thành bức tranh nhé, có thể mọi người xem nhé. Hả? Không. Toàn nhờ. Được luôn thì mà vãi khỏe luôn nhờ. Anh nhờ. Gì vậy? Ngọc Hương hết. Ngọc Hương. Ôi em trả lời luôn. Quả Hương hết. Hương không ăn đến đâu. Dành riêng cho Hương một món đặc biệt. Ờ, đúng không mọi người? Ok nha. Rồi phát ra đi bình luôn mà. Đi xả đâu? Đi xả đâu? Không đi xả. Hả? Rồi cứ quay tám. Không. Đúng rồi đây. Ok nha mọi người. Ấn thăng luôn này. Trái lại khoảng thăng về 8 bit cho phụ khỏi gì nè. Thì bá cháy luôn. Mình sẽ quay nốt cho mọi người xem ha. Ok nha mọi người. Bằng 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 bằng. Thì chùa vũ trách. Ok mọi người tôi đi ạ. Qua đây ha mọi người. Cái kia rồi. Lâu quá rồi. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ để đây một chút cho mọi người tô. Mình sẽ hoàn thành bức tranh ngay sau đây cho mọi người tô theo ha. Ok. Video for Refi hay ok. Ui ui hỏng rồi. Ờ ôi lại thiếu rồi mà. Rồi sang xin thiệt. À sang xin thiệt.
Terra 40. 3 thì à? Một cấp. Một cấp cũng một bắn. Là đẹp. Ok nha mọi người. Ok nha. Và video mình đến đây kết thúc nha. Và tất cả mọi người nếu biết tiếp theo mọi người like, share, ký kênh của mình nha. Bye bye. Hello everybody, chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một bức tranh một nhân vật hoạt hình cực kỳ cute đang hóa trang trong bộ đồ gấu dữ. Và để đỡ mất điều này mọi người mình sẽ tô bức tranh nha. Nhầm rồi. Quỳ đây. Ok nha mọi người. Ok. Đây rồi. Xuyệt. Đã luôn. Chắc cô bé nó màu cam ha. Cái nó cung rồi. Cái gì cung rồi. Cô bé nó gạch máu rồi. Cái tiếng đẹp luôn rồi. Ok. Nhắn lòng mình chân tôi một lực cây ha. Ok nha mọi người. Ok. Nhiều. Ok nha mọi người ơi. Cháy luôn. Cháy. Thank you.
Ok nha. Mình sẽ hoàn thành mấy chuyện cô gái này nha, nhanh nhất có thể là người xem nha, ok. Không ạ. Đây lý xạ luôn nhìn gì bằng làm này ok. Nha mọi người. Mà mình hoàn thành cái chơi nhanh nhất có thể cho người xem nha. Đây là phải lấy
Dạ. Xem mình để không nghe hẹn lại tất cả mọi người những video tiếp theo, một like share cho kênh của mình nhé, bye bye.